Xin chào quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 3, vệ sinh xung quanh nhà, vở bài tập môn tự nhiên xã hội lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách của chúng mình ra trang số 12 nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu là đánh cái dấu X vào cái ô vuông này dưới những cái hình thức thể hiện việc làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà. Như vậy đây mình sẽ có những cái tình huống này. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đến với cái tình huống A. Đây là gì? Hoạt động đang làm sao? Dọn dẹp, đúng không? Phát cây này và quét này, đúng không nào? Như vậy thì đây là hoạt động làm sao? Thể hiện việc làm giữ vệ sinh gì? Xung quanh nhà. Vậy thì mình sẽ đánh dấu X. Được chưa? Rồi. Ở hoạt động B. Hoạt động này thì chúng ta sẽ thấy này, cái cô này này, cô vứt rác ở đâu? Ngay đường mà có vứt rác ở vào sọt không? Đây có ngay cái thùng rác mà cô không vứt rác vào thùng này, mà vứt rác ở đâu? Ở ngoài. Như vậy thì cái gì, cái việc làm này có thể hiện việc giữ vệ sinh không các em? Không, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có đánh dấu không? Không đánh dấu nhá. Rồi sang cái hoạt động C hay là việc làm C. Chú này, chú rửa xe. Rửa xe như thế nào? À, rửa xe để ngay ở ngoài đường, đúng không nào? Nước này tràn ra đường, cái bạn nhỏ đang đi học rất là dơ, đúng không nào? Hay gọi là rất là bẩn. Như vậy cái việc làm này có giữ vệ sinh không? Không, đúng không nào? Rồi hoạt động D hay là việc làm D. Đây là một cái hộ đang là nuôi bò này các em. Nó vào quét dọn chuồng bò. Như vậy hoạt động này có giữ vệ sinh không? Có, chúng ta đánh dấu X. Ổn không? Rồi việc làm E nè. Bạn này đang làm sao? Quét sân. Đấy, lá đang là rơi này, bạn quét sân này để giữ vệ sinh. Có không? Có nhá. Rồi và đây hoạt động G. Hoạt động G này, bạn này làm sao đây? Học. Bạn đang là xé giấy. Rồi các cái dụng cụ học tập bạn ấy vứt ngay ở dưới sân này. Vậy thì hoạt động này có giữ vệ sinh không? Không giữ vệ sinh. Và đây là hoạt động là chúng ta không nên làm các em nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ có hoạt động E, hoạt động D và hoạt động gì? A. Hay là việc làm A, việc làm D và việc làm gì? E. Thể hiện việc giữ vệ sinh. Được chưa? Mình sẽ đến với cái bài số 2. Bài số 2 ta cho này, chọn cái cụm từ trong khung và điền vào chỗ chấm 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 này nè, trong các câu sau cho phù hợp. Như vậy trong khung người ta cho mình các cụm từ này. Cụm từ thứ nhất là xung quanh nhà này, cụm từ thứ hai là sạch đẹp này, cụm từ thứ ba là phòng tránh này, và cụm từ thứ tư là phù hợp. Như vậy thì chúng ta ở đây sẽ có mấy? 4 cái chỗ để chúng ta chọn này. Số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4. Như vậy mình sẽ đọc vào đây, mình sẽ thấy này, chúng ta cần làm những việc gì? Xung quanh nhà để giữ vệ sinh à, có phù hợp không? Không. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn cái cụm từ nào? À, cụm từ những việc phù hợp. Vậy đây mình sẽ chọn cái cụm từ là phù gì? Phù hợp, chúng ta điền vào này các em. Được chưa? Đó. Chúng ta cần làm những cái việc phù hợp để giữ vệ sinh. Giữ vệ sinh ở đâu? À, xung quanh nhà. Đấy, như vậy đây chúng ta sẽ chọn cụm từ là xung quanh nhà. Được chưa? Rồi tạo môi trường sống sạch dễ, sạch đẹp, đúng không nào? Đấy, môi trường sống sạch đẹp.
bảo vệ sức khỏe, góp phần gì, phòng tránh dịch bệnh. Đó, như vậy chứ. Số 4 này mình sẽ chọn cụm từ là phòng phòng tránh. Được chưa? Như vậy thì ở số 1 chúng ta sẽ chọn cụm từ phù hợp, số 2 là xung quanh nhà, số 3 là sạch đẹp và số 4 là phòng tránh. Được chưa? Xong nhá. Bài số 3. Kể tên những cái việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà. Quá dễ dàng đúng không nào? Vậy thì những cái việc mà chúng ta nên làm để giữ vệ sinh xung quanh nhà đó, những việc gì nhỉ? Việc gì? À, đầu tiên chúng ta có thể có đó là gì? Vứt rác hay là gì? Bỏ rác. Đúng không? Hay là đổ rác cũng vậy. Tùy theo ở vùng miền ta sẽ dùng cái cụm từ nhé. Đúng gì? Nơi quy định. Đấy, không có giống như cái cô ở cái tình huống đầu đúng không nào? Cái thùng rác đó ngay gần đó mà không bỏ, cô này vứt ra được. Rồi, việc lên làm thứ hai là gì? Việc lên làm thứ hai, dọn dẹp hay là cắt tỉa đúng không nào? Tùy theo chúng ta dùng cái cụm từ nhé. Dọn dẹp hay là cắt tỉa cây cối ở đâu? Xung quanh nhà. Đấy, như vậy thì tùy theo các em có thể chọn những cái việc làm khác, không nhất thiết là phải giống như thầy đúng không ạ? Ở đây thì thầy chỉ mang tính chất là gì, định hướng để chúng ta có những cái việc làm thôi. Và gì, quét quét gì, quét dọn thường xuyên, quét dọn thường xuyên đúng không? Xung quanh nhà. Được không? Rồi. Như vậy đây có ba cái việc làm. Ba việc làm mà thầy đưa ra cho chúng ta. Ngoài ra các em có thể điền thêm các cái việc làm khác nhé. Rồi. Vậy thì những cái việc mà chúng ta sẽ không nên làm, đó là gì? Không nên vứt gì? Vứt rác đúng không? Đấy, không nên là vứt rác làm sao? Bừa bãi. Đấy, đặc biệt là các em hay là ăn bim bim, ăn là gì? Bánh này bánh kia thì cái vỏ của nó chúng ta phải bỏ cho đúng. Hoặc là chúng ta ăn xinh gum cũng vậy, cũng phải bỏ cho đúng nhá. Không nên gì nữa? Không nên xả nước hay là đổ nước đúng không nào? Đấy, hay là đổ nước ở đâu, ra ngoài đâu, ngoài xóm ngõ hay là ngoài đường đúng không nào? Ngoài xóm ngõ đúng không nào? Đấy, giống như cái chú rửa xe ở trên đó, là cái việc đó là việc về không nên làm đúng không? Và cái nữa là gì? Cái nữa chúng ta không nên làm đó là gì nhỉ? À, không nên để gì? Cây cối. Để cây cối xung quanh nhà quá làm sao? Quá rậm rạp. Đúng không? Quá rậm rạp. Bởi vì sao, để cây cối xung quanh nhà quá rậm rạp ấy, thì nó có thể sẽ có những cái con này con kia nó ở, và nếu mà có gió bão giông gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhà đúng không nào? Đấy, vậy thì đây là những cái việc mà chúng ta không nên làm nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được bài số 3. Sang bài số 4 nào. Đánh cái dấu X vào cái ô vuông dưới những cái hình mà chỉ việc làm mà em đồng tình
để giữ vệ sinh xung quanh nhà. Tức là việc nào chúng ta đồng tình. Rồi việc thứ nhất nào, sao chị lại quét rác ra đường? Có phải nhà em đâu mà nói. À, như vậy thì bạn này đi qua nhà cái chị này đúng không? Thấy chị quét rác ra đường thì bạn nói, sao chị lại quét rác ra đường? Thì chị này chị nói là gì? Có phải nhà em đâu mà nói. Như vậy cái việc này chúng ta có đồng tình không? Không đồng tình. Đúng không? Việc này là chúng ta phải làm sao? Lên án, đúng không nào? Đây là hành vi là gì? Mất vệ sinh, đúng không? Rồi. Sang cái bức tranh B này. Thế này thì muỗi hết chỗ đẻ trứng bố nhỉ? À, tức là gì? Ở những cái chum vại thì người bố đây này đổ hết nước đi, không để cho con gì, con muỗi anopheles đó nó đẻ cái trứng vào, đúng không nào? Như vậy đây là một trong những cái tình huống mà chúng ta dễ đồng tình, đúng không? Rồi C nè, đây là các bạn cùng với chú lao công đang là gì, quét dọn. Như vậy thì đây là việc làm sao rất là đồng tình, đúng không? Rồi và cái việc D thì đây là cái việc chúng ta sẽ thấy phổ biến này. Phổ biến ở đâu? Phổ biến ở trên các cái phố này. Đấy, cái chú này đang dẫn một chú gì? Chú cún đi dạo, và chú cún này làm sao đây? Đấy, đi vệ sinh ngay ở trên đường phố. Như vậy việc làm này chúng ta làm sao? Phải lên án chứ không thể đồng tình được, đúng không nào? Như vậy thì ở cái bài số 4 này chúng ta sẽ có cái gì? Sẽ có cái việc làm, đó là việc làm ở bức tranh B và việc làm bức tranh C là chúng ta sẽ đồng tình nhé. Rồi sang bài 5. Bài số 5 này. Tại sao cần phải giữ vệ sinh xung quanh nhà? Đấy, như vậy thì từng em có thể viết ở đây rất là nhiều những cái câu trả lời vì sao, đúng không? Đấy, rất là nhiều em có thể tự viết nhé. Và đây thầy sẽ gợi ý này, tại sao chúng ta phải giữ vệ sinh xung quanh nhà? Theo em này, phải giữ, đây là những cái mà thầy chỉ mang tính gợi ý thôi nha, giữ vệ sinh xung quanh nhà để cho gì? À, sẽ để cho hay là giúp cho cũng được, được chưa? Để cho này, nhà của mình, để cho nhà này của mình như thế nào nhỉ? À, để cho nhà của mình lúc nào cũng sao? À, lúc nào cũng xanh sạch đẹp, đúng không? Lúc nào cũng sẽ xanh này, sạch sẽ này, đẹp đẽ này, đúng không nào? Đó. Rồi ngoài ra là gì? Giữ vệ sinh xung quanh nhà còn làm sao? Còn giúp cho chúng ta phòng chống gì? Dịch bệnh, đúng không? Đấy, chẳng hạn như bệnh gì? À, chẳng hạn như bệnh sốt xuất huyết. Như sốt xuất huyết, đúng không? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Một trong những cái lý do mà chúng ta có thể giải thích tại sao là phải giữ vệ sinh xung quanh nhà các em nhé. Rồi, và cái tình huống này, cái bài này cũng đã khép lại cái bài học của chúng mình. Hẹn gặp lại các em ở trong bài tiếp theo. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video các em nhé.